Xin chào tất cả các bạn, mình là Lưu Thu Hương. Đây là khóa học chè thơm ngon và ngọt ngào nhất của mình. Tất cả tâm huyết của mình dành cho khóa học này và mình dành nó cho các bạn. Chè là một món ăn tráng miệng xuất hiện trong tất cả các nhà hàng, từ bình dân cho đến sang trọng, từ quán vỉa hè cho đến khách sạn 5 sao. Và rất nhiều bà nội trợ sở hữu những món chè khác nhau theo biến tấu của riêng mình. Thế nhưng trong khóa học của mình, bạn sẽ được học cách nấu các món chè hot nhất, các loại topping ngon nhất với nguyên liệu không quá cầu kỳ. Chỉ với công thức trong khóa học này, bạn có thể biến hóa ra 1001 các món chè khác nhau, mix theo sở thích của các bạn. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể dùng để kinh doanh và tạo nên thương hiệu của riêng mình. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc khi làm chúng và mãn nguyện khi thưởng thức chúng. Chào mừng các bạn đã bước vào thế giới ngọt ngào của chè. Hy vọng là những kiến thức ở trong khóa học này sẽ mang đến cho các bạn những giây phút hạnh phúc.